chiếc xe thám hiểm Churong đầy sức hút đã để lại dấu ấn trên sao Hỏa. Tôi không nói rằng chúng ta nên tổ chức các cuộc thi sắc đẹp dành cho người đi tàu trên sao Hỏa. Nhưng tôi đang nói người lái tàu Churong của Trung Quốc khá quyến rũ. Bạn không thể nhìn thấy bất kỳ chi tiết cận cảnh nào về chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời trong một hình ảnh mới từ tàu quỹ đạo do thám sao Hỏa của NASA. Nhưng bạn có thể đánh giá cao những nỗ lực của người lái tàu nhỏ may mắn kể từ khi nó hạ cánh xuống hành tinh đỏ vào tháng 5 năm 2021. Vào thứ 6, nhóm máy ảnh MAO Hirai đã chia sẻ một bức ảnh chụp nhanh của tàu lặn từ quỹ đạo từ ngày 11 tháng 3. Churong là một phần của sứ mệnh TIANWEN-1 của Cục Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc. Cũng bao gồm một tàu đổ bộ và một tàu quỹ đạo rất tiện để chụp ảnh tự sướng. Người lái tàu xuất hiện dưới dạng một vật thể nhỏ xíu, gần như hơi xanh so với cảnh quan sao Hỏa ở Utopia Planitia. Một khu vực đồng bằng rộng lớn. Cỗ máy này nhỏ hơn so với máy bay thám hiểm Curiosity and Perseverance của NASA, nhưng nhóm Hirai có tài phát hiện các nhà thám hiểm robot của nhân loại trên sao Hỏa. Máy ảnh đã ghi lại các vệt bánh xe của Churong, có thể thấy là những đường thẳng song song tối tăm uốn lượn trên mặt đất đầy bụi. Tìm người di chuyển và sau đó theo dõi các tuyến đường lên và về phía bên trái. Nhóm Hirai cũng cung cấp một chế độ xem rộng hơn cho thấy hành trình của người điều khiển từ địa điểm hạ cánh đến vị trí hiện tại, hoàn chỉnh với các mũi tên chỉ ra các tuyến đường trên đường đi. Nó bao phủ khoảng một dặm 1,5 km mặt đất kể từ khi xuất hiện. Churong nhanh chóng vượt qua sứ mệnh 3 tháng ban đầu của nó và đang trong một chuyến thám hiểm kéo dài. Nó đại diện cho một cột mốc quan trọng trong việc khám phá hành tinh đối với Trung Quốc. Càng nhiều tàu lượn trên sao Hỏa càng vui. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!